Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đang đứng tại cầu Bến Tre 2. Hôm nay hai cha con mình đi thì mọi người cùng đi tham quan cùng mình nhé. Chúng ta coi bà con Bến Tre cùng ăn Tết vui sinh như thế sao. Cùng đi cùng mình. Mọi người đi vui sinh rất là đông. Rất là đẹp luôn, còn rất là nhiều mà. Hôm nay 27 Tết rất là đẹp các bạn, vàng rất vàng ươm các bạn. Đi tiếp đi, tham quan cả các cảnh cùng bà con du sinh. Rất là đẹp rồi, bà con thì rất là nhiều. Rất là đông. Gì? Rất là sai quá. Đúng rồi, đây là bờ sông nha mọi người. Rất là thoáng mát. Và to là bà con Bến Tre du sinh ăn Tết quá. Dương Hồng mọi người. Hôm nay mới có 27 Tết nên bông chưa mai chưa nở các bạn. Nếu mà ta đi 29-30 thì rất là đẹp, rất nhiều các bạn. Rất là đẹp nhiều các bạn. Đây là nhiều bà con ở cái tỉnh miền Tây gom về các bạn. Xin chào.
tiếp. Rất là đông rồi. Đó, đông chen chân các bạn ơi. À, con Bến Tre mình du xuân rất là đông, rất là đẹp. Không. Nó màu gà các bạn. Hôm nay là lễ Tết nên hôm nay chưa nở nhiều. Chậu hoa cúc mâm xôi, cái mâm xôi rất là đầy xôi. Cái tùng thơm. Đây là hoa giấy. Chậu lan rất là đẹp. Ra mình lấy một màu vàng hướng. Sạc hoa rất là đẹp các bạn. Đi nhà mua các bạn. Mua lại. Thank you.
Rồi quá đẹp đó chị, thằng vàng lá ngọc có nghe xả vàng nha mấy chị. Nó đẹp quá, nghệ nhân làm những cái bình này rất là đẹp. Thôi đừng có đụng con. Rất là đẹp bạn, rất là to.